Hôm nay chúng ta đến với bài số 4 là bài hàm số lượng giác và đồ thị. Nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là hàm số lượng giác. Thứ hai là hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. Thứ ba là đồ thị của hàm số lượng giác. Và bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay, đó chính là phần hàm số lượng giác. Hàm số sin là hàm số đặt tương ứng với mỗi số thực x với số thực sin, ký hiệu là y bằng sin y. Và hàm số cosin là quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cos x, ký hiệu là y bằng cos x. Hàm số tan là hàm số được xác định bởi công thức y bằng sin x chia cos x với x khác bi trên 2 cộng kb, k phải thuộc vào tập z. Và chúng ta ký hiệu luôn y sẽ bằng tan x. Còn hàm số cuối cùng đó chính là hàm số cotan. Hàm số cotan là hàm số được xác định bởi công thức y bằng cos x chia sin x với x khác kb, k thuộc z. Và ký hiệu là y bằng cotan x. Từ nãy giờ cô nói cái điều kiện các bạn lưu ý đó chính là y bằng y khác kb. Tại vì ở đây hàm số cotan thì có dạng là y bằng cos chia sin, cho nên sin của mình đã nằm dưới mẫu, cho nên chúng ta mới có điều kiện như vậy các em nhé. Và cũng có một câu hỏi đặt ra cho các bạn, đó chính là nêu tập xác định của các hàm số lượng giác đó. Thế thì để trả lời câu hỏi này, cô có một vài nhận xét như sau. Thứ nhất, tập xác định của hàm số y bằng sin x và y bằng cos x là tập R. Tập xác định của hàm số y bằng tan x là tập D bằng R trừ bi trên 2 cộng KB với điều kiện K phải thuộc vào tập Z. Cái này hồi nãy cô có giải thích rồi đúng không các em? Tan chính là bằng hàm số tan là bằng y bằng sin x chia cho cos x, cho nên cos của mình đã nằm dưới mẫu. Điều kiện của mình là cos x phải khác không? Cho nên D sẽ bằng R trừ bi trên 2 cộng KB. Tương tự tập xác định của hàm số y bằng cotan thì D sẽ bằng R trừ KB, điều kiện là K thuộc Z. Và cô đã giới thiệu xong phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ hai trong buổi học ngày hôm nay, chính là hàm số chẵn, hàm số lẻ và hàm số tuần hoàn. Vậy thì hàm số như thế nào được gọi là hàm số chẵn? Hàm số y bằng fx với tập xác định d được gọi là hàm số chẵn nếu với mỗi x thuộc d ta có trừ x thuộc d và f của trừ x bằng fx. Còn hàm số y bằng fx với tập xác định d được gọi là hàm số lẻ nếu như x thuộc d ta có trừ x thuộc d và f trừ x bằng trừ fx. Và cũng có một cái chú ý dành cho các em, đó chính là đồ thị của hàm số chẵn thì chúng ta nhận trục tung là trục đối xứng, còn đồ thị của hàm số lẻ nó sẽ nhận góc tọa độ làm tâm đối xứng. Và lưu ý có hàm số không lẻ và không chẵn các em nhé. Và cô sẽ nói sơ các bước cơ bản để chúng ta xác định được hàm số chẵn và hàm số lẻ khi mà chúng ta thực hiện các bài tập các em nhé. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ tìm tập xác định của hàm số. Bước thứ hai là xét x và trừ x có thuộc vào tập xác định d của mình hay là không. Và bước thứ ba là mình đi tính f của trừ x và fx. Chúng ta đi so sánh f trừ x và fx như thế nào. Nếu như f trừ x bằng chính fx thì hàm số của mình là hàm số chẵn theo định nghĩa lúc nãy đúng không các em ha. Còn nếu như cái f của trừ x mà nó bằng trừ fx thì hàm số của mình là hàm số lẻ. Còn trường hợp thứ ba sẽ xảy ra, nếu như f của trừ x mà nó không bằng fx mà nó cũng không bằng trừ fx thì hàm số này người ta gọi là hàm số không lẻ, không chẵn. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên các em nha. Ví dụ thứ nhất, xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác y bằng cos x và y bằng tan x. Rồi thực hiện theo 3 bước mà lúc nãy cô mới giới thiệu cho chúng em các em nha. Bây giờ chúng ta thực hiện làm ví dụ đầu tiên, chính là chúng ta xét tính chẵn lẻ của hàm số y bằng cos x.
Hàm số y bằng cos x thì chắc chắn từ nãy cô có giới thiệu với lớp, nó sẽ có tập xác định là r. Vậy thì nếu mà tập xác định là r thì chắc chắn với mỗi x thuộc tập r thì trừ x cũng sẽ thuộc vào tập r. Đó, trừ x cũng sẽ thuộc vào tập r. Và chúng ta tính cos của trừ x. Cos của trừ x theo cùng đối các em ha. Cos của trừ x chính là bằng cos x. Do đó hàm số y bằng cos x là hàm số chẵn. À, như vậy cái bước thứ ba mình tính là các em f của trừ x chính là cos của trừ x, thì nó bằng chính cái đề bài của mình chính là bằng cos x, nên hàm số này là hàm số chẵn. Rồi chúng ta sẽ hàm số thứ hai, hàm số y bằng tan x có tập xác định d bằng r trừ mi trên 2 cộng cho kb, điều kiện là k của mình phải thuộc tập z. Và với mỗi x khác mi trên 2 cộng kb với k thuộc z thì trừ x cũng sẽ khác trừ mi trên 2 trừ cho kb với k thuộc z. Cũng có nghĩa là trừ x của mình sẽ khác mi trên 2 cộng kb đó các em. Hoặc là cô sẽ nói cụ thể hơn, chính là trừ x cũng ta thuộc vào tập xác định của mình, tập xác định của mình ngay từ ban đầu ha. Như vậy từ nãy giờ chúng ta đang đi kiểm tra thử là trừ x nó có thuộc vào tập xác định của mình hay không các em. Và bây giờ mình bước thứ ba là mình tính tan của trừ x các em. Theo công thức đối, tan của trừ x là bằng chính trừ tan x. Như vậy nó sẽ bằng trừ cái đề bài này các em. Đề bài của mình là y bằng tan x. Bây giờ mình lại tính ra nó bằng trừ tan x, chính là bằng trừ fx. Thì hàm số của mình chính là hàm số lẻ. Hai ví dụ cô mới giới thiệu xong lớp ha. Chúng ta sang phần tiếp theo, chính là phần hàm số tuần hoàn. Vậy thì hàm số như thế nào được gọi là hàm số tuần hoàn các em ha? Thì cô có một cái hoạt động, chính là các em hãy chỉ ra một số thực t sao cho sin của x cộng cho t lớn này nó bằng chính sin x với mỗi x thuộc vào tập r. Thì cái này không thể nào mà khác hơn nữa đúng không các em? Như vậy hàm sin của mình thì mình chỉ ngay ra được t của mình sẽ bằng 2pi hoặc một bội bất kỳ khác của 2pi. Ví dụ như cô nói là gì các em? 4pi nè, rồi 6pi nè, 8pi ha. Thì như vậy giá trị của hàm số sin lặp lại trên từng đoạn có độ dài là 2pi. À, nó lặp lại trên độ dài là 2pi. Và từ cái ví dụ trên cô có một kết luận như sau. Hàm số y bằng fx có tập xác định d được gọi là hàm số tuần hoàn nếu nó tồn tại một t khác không, sao cho với mỗi x thuộc d thì ta có x cộng cho trừ t thuộc d và f của x cộng cho t bằng chính fx. Và số t của mình là dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên nếu có, được gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn y bằng fx. Và một chú ý, độ dài của hàm số tuần hoàn chu kỳ t được lặp lại trên từng đoạn giá trị của x có độ dài là t. Và thì bây giờ chúng ta thực hành cái ví dụ số 2 các em nhé, chính là xét tính tuần hoàn của hàm số y bằng sin x và hàm số y bằng tan x. Thì hàm số y bằng sin x thì mình có thể viết về là bằng x cộng cho 2pi với mỗi x thuộc vào tập r. Và tan của x cộng bi chính là bằng tan x với mỗi x khác bi trên 2 cộng kb, k thuộc z. Và thì cái t của mình ở đây đối với hàm sin chính là 2pi và đối với hàm tan chính là bi. Thì do đó hàm số y bằng sin x và hàm số y bằng tan x là các hàm số tuần hoàn. Và cũng có một cái câu hỏi tiếp theo là các em hãy nêu tính chắc của sin x và sin của alpha cộng cho kb và tan alpha và tan của alpha cộng kb. Đây là cái chú ý mà cô muốn nói với cả lớp, tức là các hàm số y bằng sin x và y bằng cos x là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2pi. Còn các hàm số y bằng tan x và y bằng cotan x là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 1pi. Rồi, như vậy chúng ta sang cái nội dung số 3 ngày hôm nay các em. Đồ thị của các hàm số lượng giác. Vậy thì các hàm số lượng giác của mình có đồ thị như thế nào? Bây giờ chúng ta đi với phần đầu tiên, đó chính là hàm số y bằng sin x. À, hoạt động này thì có thể là chúng ta sẽ thực hiện nhóm hoặc là chúng ta sẽ thực hiện cá nhân. Đó là các em sẽ giúp dùng tính các giá trị và hoàn thành các bảng giá trị sau đây và xác định các điểm tương ứng trên mặt phẳng tọa độ. Thì chúng ta thấy rằng là gì? À, với hàm số y bằng sin x thì giá trị x đầu tiên chính là x bằng trừ pi
thì mình tính dùm cho cô là cái y bằng sin x nó giá trị của nó là bao nhiêu ha. Thì ở đây cô cũng đã tính được cái hàm số luôn là cái em ha, cô tính luôn cho cái em luôn. Nếu x bằng b thì chúng ta tính được là y bằng 0 nè. Còn nếu x bằng trừ 5b trên 6 thì cô tính được là trừ 1/2. Tương tự như vậy với các giá trị còn lại cô cũng tính được rất nhiều. Tương ứng với mỗi x thì cô cũng tính được các giá trị của nó các em ha. Cái này thì chúng ta dễ dàng tính được bằng máy tính cầm tay, hoặc là cái giá trị đặc biệt chúng ta cũng sẽ tính được. Và thì với những giá trị đó cô có thể thực hiện nó bằng cách vẽ nó lên mặt phẳng tọa độ, xác định nó trên mặt phẳng tọa độ này các em này. Và sau khi cô xác định xong thì cô sẽ vẽ được đồ thị của nó luôn các em này. Cô sẽ vẽ đồ thị của nó, đồ thị của nó rất là đẹp, tại vì hồi nãy mình thấy là hàm số y bằng sin x có tính tuần hoàn với chu kỳ là 2π các em ha, cho nên đồ thị của nó khá là đẹp. Và cô có một cái chú ý, hàm số y bằng sin x là hàm số lẻ, cho nên để vẽ đồ thị của nó trên cái đoạn từ trừ pi đến pi, ta có thể vẽ trên đoạn từ 0 đến pi và sau đó mình lấy đối xứng qua góc tọa độ thôi. Đây, bây giờ cô sẽ vẽ từ 0 đến pi thôi này các em. Thì bây giờ mình chỉ cần lấy từ 0 đến pi thì mình sẽ lấy đối xứng qua bên này thôi. À, cái phần màu đỏ trên đồ thị của cô này các em ha. Phần màu đỏ này. Đây là đồ thị của hàm số y bằng sin x. Bây giờ mình đến với lại một kết luận. Hàm số y bằng sin x có tập xác định là d bằng r. Đây là một kiến thức căn bản các em cần phải nắm các em nha. Tập giá trị của nó là nằm từ trừ 1 đến 1. Hàm số của mình tuần hoàn với chu kỳ là 2π. Và hàm số y bằng sin x là một hàm số lẻ có đồ thị đối xứng qua góc tọa độ là O. Và hàm số mình đồng biến trên khoảng từ trừ pi trên 2 cộng k2π đến pi trên 2 cộng k2π. Và nghịch biến trên khoảng là từ pi trên 2 cộng k2π đến 3pi trên 2 cộng k2π với điều kiện là k tập xét. Với kết luận của hàm số sin, cô hy vọng rằng là tất cả các em chúng ta sẽ nắm rõ về hàm số sin, về tập xác định này, về tập giá trị, về tính tuần hoàn và cả các khoảng đồng biến nghịch biến qua hàm số y bằng sin y. Bây giờ chúng ta đến với hàm số thứ hai là hàm số y bằng cosec. Tương tự như vậy, cô cũng có một hoạt động dành cho các em, chính là chúng ta cũng hoàn thành một cái bảng giá trị sao và xác định các điểm tương ứng của nó trên mặt phẳng tọa độ. Thì cũng giống như hàm số y bằng sin x, cô cũng xác định được các giá trị với hàm số y bằng cosec trên cái bảng này các em. Đó, cô xác định được tất cả các giá trị của nó. Sau khi xác định cái giá trị này xong thì cô sẽ xác định nó trên mặt phẳng tọa độ nè. Đây, nhưng mà cô sẽ xác định các điểm này trên mặt phẳng tọa độ. Và cũng xác định xong thì cô cũng có thể vẽ được đồ thị của nó các em. Đồ thị của hàm số có dạng như sau. Đây, đồ thị của hàm số y bằng cosec có dạng như sau. Và cô có một cái lưu ý là các em, hàm số y bằng cosec là hàm số chẵn, cho nên để vẽ đồ thị của nó trên đoạn từ trừ pi đến pi, ta có thể vẽ trên đoạn từ 0 đến pi và sau đó mình cũng sẽ lấy đối xứng qua trục tung các em, nha, đối xứng qua trục tung. Cô cũng vẽ trên đoạn từ 0 đến pi và sau đó cô lấy đối xứng qua trục tung. Tại vì nó là hàm số chẵn cho nên nó sẽ đối xứng qua trục tung. Và cũng có một cái kết luận dành cho hàm số y bằng cosec. Tập xác định của hàm số y bằng cosec cũng là tập R nè. Tập giá trị cũng là nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1 nè. Hàm số này cũng tuần hoàn với chu kỳ là 2π. Như vậy nó giống với hàm số y bằng sin x với ba ý đầu tiên nha các em. Còn hàm số này là một hàm số chẵn, có đồ thị đối xứng qua trục tung OE. Và hàm số của mình đồng biến trên khoảng từ trừ pi cộng k2π đến k2π. Và nghịch biến trên khoảng từ k2π đến pi cộng k2π, k thuộc z. Đó là phần tóm tắt của cô về hàm số y bằng cosec. Các em xin chúng ta cố gắng nắm nội dung này nhé. Và chúng ta đến với nội dung số 3, đó chính là hàm số thứ ba các em, là hàm số y bằng tan x. Hàm số y bằng tan x cũng giống như hai hàm trên, cô cũng có một cái bảng giá trị và cũng nhờ tất cả các em học sinh chúng ta xác định các giá trị của x ha, xác định các giá trị của nó và xác định qua các điểm này trên mặt phẳng tọa độ giúp cho cô. Tương tự chúng ta cùng xác định được các em. Đây.
Và sau khi xác định xong, cô cũng có thể xác định các điểm này trên mặt phẳng tọa độ. Và vẽ luôn đồ thị của hàm số này các em ha. Đồ thị của hàm số tan trên R trừ bi trên 2 phần KB. À, đồ thị của nó đây các em. Đồ thị khá đẹp. Và cũng có một cái chú ý. Hàm tan của cô làm lẽ nên để vào đồ thị của nó trên đoạn từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Ta có thể vẽ trên nửa khoảng thôi các em, từ 0 đến bi trên 2. Sau đó lấy đối xứng và góc tọa độ. Cô lấy đối xứng và góc tọa độ. Ví dụ ra cô như vẽ nè, từ 0 đến bi trên 2 thôi các em, là cái đoạn màu đỏ này. Sau đó cô sẽ lấy đối xứng và góc tọa độ đây. À, như vậy cái nhánh của nó nằm ở bên đây. Tương tự cái này cũng vậy các em. Ha, lấy đối xứng qua. Và cô cũng có một kết luận dành cho hàm số y bằng tan x. Hàm số y bằng tan x có tập xác định d bằng r trừ bi trên 2 cộng kb, k và tập là tập z. Tập giá trị của nó là tập r nha các em. Và hàm số này tuần hoàn của chu kỳ chỉ có một bi thôi. Đây là một hàm số lẻ có đồ thị đối xứng qua góc tọa độ O. Và hàm số của mình đồng biến trên khoảng từ trừ bi trên 2 cộng kb đến bi trên 2 cộng kb. Và cô đến với hàm số cuối cùng là hàm số y bằng cotan x. Cũng tương tự như ba hàm trên. Các em giúp dùm cô xác định các giá trị trên cái bảng này và xác định các điểm này trên cái mặt phẳng tọa độ luôn nha. Đó, tương ứng với các điểm này thì cô xác định rất là nhanh bằng máy tính cầm tay. Rồi, sau khi xác định xong thì cô cũng xác định các điểm này trên mặt phẳng tọa độ. Và cô cũng có thể vẽ được đồ thị của hàm số này như sau. Đó, đồ thị của nó đẹp em. Và cũng có một kết luận dành cho hàm số y bằng cotan x. Hàm số y bằng cotan x có tập xác định d bằng r trừ cho kb với điều kiện k thuộc vào tập z. Tập giá trị của nó là tập r này các em. Và hàm số này cũng tuần hoàn với chu kỳ là một bi giống như hàm số y bằng tan x. Hàm số này lẻ có đồ thị đối xứng qua góc tọa độ O. Và hàm số của mình nghịch biến trên khoảng là kb cho đến bi cộng cho kb k thuộc vào tập z. Và cô vừa giới thiệu xong đồ thị của bốn hàm số sin x, cos x, tan x và cotan x cho các em học sinh ha. Chúng ta cố gắng nắm kiến thức cơ bản của nó để chúng ta có những kiến thức này và chúng ta làm phần bài tập của phần hàm số lượng giác. Và cô cũng cảm ơn tất cả các em chúng ta đã lắng nghe và chúc các em chúng ta có một cái buổi học thật là tốt.